của ba trường tham quan, lãnh đạo trường tiểu học Đắc Mang, thưa các đồng chí là cán bộ đoàn của phường tham quan, các đồng chí là cán bộ đoàn của xã Đắc Mang, thưa quý thầy cô giáo cùng tất cả các em quý, thực hiện chương trình về nguồn giao lưu kết nghĩa liên đội vùng cao của liên đội trường trung học cơ sở Tam Quan, trường tiểu học số 1 Tam Quan, trường tiểu học số 2 Tam Quan, đoàn phường Tam Quan, nhằm thực hiện tốt công tác giao lưu kết nghĩa giữa ba liên đội phường Tam Quan với liên đội trường tiểu học Đắc Mang, đồng thời để đội viên các em học những nét văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao Đắc Mang. Qua đó, chúng ta tổ chức cái buổi lễ kết nghĩa giữa ba liên đội trung học cơ sở Tam Quan, trường tiểu học số 1 Tam Quan, trường tiểu học số 2 Tam Quan với liên đội trường tiểu học Đắc Mang, đồng thời tặng quà cho các em và liên đội. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính thưa các anh chị,